Hello, 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 mình là Heo TV đây. Và hôm nay mình đã trở lại với một vlog mới. Mình là một cô gái rất là thích Sài Gòn, đặc biệt là vào buổi sáng sớm. Cho nên là hôm nay chúng ta hãy cùng bắt đầu một buổi sáng thiệt là sớm ở Sài Gòn nha. Bây giờ là 6 giờ sáng và mình đang bắt đầu trên đường ra quận 1 để mà uống cà phê bệt. Những bạn theo dõi Heo TV cũng biết là mình thật sự rất là thích đi uống cà phê vào buổi sáng đúng không? Đặc biệt là cà phê bệt nè, ngắm nhìn Sài Gòn vào sáng sớm. Cho nên là khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ lập tức ra quận 1 để mà uống cà phê bệt ngay. Và bây giờ cùng ngắm nhìn Sài Gòn vào sáng sớm với mình nha. Trước hết thì mình thường uống cạnh nhà thờ Đức Bà, nhưng mà hôm nay mình quyết định là sẽ uống một chỗ mới, đó là gần Dinh Độc Lập. Chỗ này thì mình đã nhìn thấy mọi người đã uống rất là nhiều trên TikTok rồi và hôm nay thì mới có dịp đi. Ở đây thì mình uống bạc xỉu, như mọi người ở đâu thì mình cũng uống bạc xỉu hết, nhưng mà hình như là ở đây rẻ hơn ở chỗ trước mình uống á. Ở đây hình như chỉ có khoảng 15 hay 17 ngàn gì một ly thôi, còn ở chỗ mà ngay nhà thờ Đức Bà thì là 20 ngàn. Dạo này thì mình đi làm 7 ngày một tuần luôn, cho nên thật sự là rất là hiếm có cơ hội để ra đây uống cà phê với mọi người. Cho nên là khi nào mà được nghỉ dù chỉ một buổi sáng thôi thì mình cũng sẽ lập tức phi ra đây để uống cà phê bệt. À, ở đây thì mình sẽ được cho một cái miếng bạc để mà ngồi xuống đất để uống cà phê luôn nha. Ở chỗ kia thì ngồi trên ghế, còn ở đây thì ngồi xuống đất luôn. Nói chung thì chỗ nào cũng thân thuộc hết, cũng bình dị hết. Và mình sẽ ngồi ở đây uống cà phê và ngắm nhìn Sài Gòn. Chỗ mình ngồi thì có góc hướng qua công viên và phía bên tay phải là có Dinh Độc Lập, cho nên là cảm giác rất là chill, chill thiệt là chill luôn. Đưa chân dạo quanh nơi góc phố xá bước bay vào má. Bung rèo đôi má anh ta phô sáp mưa ly một cái. Đập vào đôi má anh muốn chơi với. Wow, oh my god. Wow, nàng tựa là ai sinh đến năm đuối không may đừng ăn. Đứng chê đêm tư khác nặng nhẹ nhàng lướt qua. Tình xe đầy tình đàn anh xem như duyên chúng ta. Tay buông cả ly mi xuống nhiều người nhìn qua đê. Anh không nói tiếng Hàn Quốc nhưng biết nói xa đáng. Hề lo đứng một mời em đi đâu mất. I fall in love. Chân chạy nhanh hết tất ngóc ngách to find your girl, yeah. Em trôi thật mau giữa đám đông muôn trên mùa qua, yeah. Anh mãi chạy theo hôm sau bóng em dâu xa để xa, yeah. Lạc vào hình bóng nàng nghe tình tương xinh ghê, yeah. Em tựa tin chốn nào kia sang qua nơi anh vậy. Mỗi ngày ngô đó mềm khiến anh như thằng dài, yeah. Thôi thì đã lỡ rồi mình cho điều luôn em nha, yeah, yeah, yeah. Simple love girl, simple love girl. Symbol love, symbol love, oh symbol love girl. Cà phê xong thì cũng hơi đói bụng, cho nên là mình sẽ ăn sáng với một ổ bánh mì. Đây là bánh mì ốp la của cái cô bán gần đó luôn. Ổ bánh mì này có giá là 20k. Nói chung thì ăn cũng được thôi chứ không có xuất sắc lắm. Sau đó thì mình sẽ di chuyển qua công viên đối diện để mà quay TikTok với bạn. Nói chung là dạo này thì mình cũng hay hoạt động trên TikTok rất là nhiều và quay một xíu trend TikTok vì nhảy nhót thôi. Nhưng mà thật sự là mình là một người rất là cứng đơ nha mọi người. Dạ. Được.
đó đó đó, thấy chưa, mọi người đã thấy cái sự cứng đơ của mình chưa? Mình là một đứa mà vừa nhảy cứng mà vừa bị kiểu như là khó thuộc động tác nữa mọi người, cho nên là thường mình rất là ít nhảy. Hôm nay thì là một ngoại lệ thôi. Sau đó thì tầm 9 giờ thì bạn của mình chở mình tới cái quán tên là Thế Giới Donut. Ở đây có rất là nhiều bánh donut luôn. Và mình sẽ mua vài cái đem về để mà ăn rồi đi làm. Tại vì hôm nay mình chỉ được nghỉ buổi sáng thôi, tức là 1 giờ rưỡi thì mình sẽ quay trở lại công ty để đi làm. Cho nên là cuộc đi chơi đến đây là kết thúc tại tiệm bánh donut thôi. Ở đây có rất là nhiều bánh ngon luôn á mọi người. Và một trong những địa điểm mà không thể bỏ qua ở Sài Gòn đó chính là Bảo tàng Mỹ thuật. Ngược dòng thời gian trở lại với tháng 3 năm 2022, tức là đầu năm nay á, thì mình đã có đến Bảo tàng Mỹ thuật, nhưng đến tận hôm nay thì mình mới có thời gian để edit. Nếu mà các bạn có dịp đến Sài Gòn hay là đã ở Sài Gòn lâu rồi thì nhất định phải thử một lần đến với các viện bảo tàng nha. Ở đây thì các bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị luôn á. Có chiều thầm vườn bao nhân nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ nhân ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chân, lòng tha thiết vươn theo tiếng đàn. Bảo tàng gồm có 3 tòa. Tòa 1 dùng để trưng bày các tác phẩm mỹ thuật hiện đại của các họa sĩ nổi tiếng đến từ trường Gia Định, mỹ thuật Đông Dương và mỹ thuật hiện đại từ trước năm 1975. Tòa 2 là nơi trưng bày các hiện vật sưu tập theo chuyên đề của các tác giả, tác phẩm khác nhau. Và tòa 3 là nơi tìm hiểu về mỹ thuật cổ và cận hiện đại được làm từ các chất liệu độc đáo như là đá, gốm và gỗ. Theo mình tìm hiểu thì bảo tàng trước đây là dinh tư của một thương nhân gốc Hoa tên là Huy Bôn Hoa, hay còn gọi là chú Hỏa. Về sau thì nơi đây mới được trưng dụng làm bảo tàng. Mình và bạn mình đến đây vào khoảng 1 giờ trưa. Lúc này thì bảo tàng khá là vắng cho nên có thể thoải mái tham quan, thoải mái ngắm những bức tranh và thậm chí là thoải mái check-in chụp ảnh lại nữa. Bảo tàng mỹ thuật cũng là một trong những nơi rất là nổi tiếng ở Sài Gòn tại vì có siêu nhiều view sống ảo, siêu nhiều view chụp ảnh đẹp luôn. Và theo mình á, nếu mọi người đến đây á, thì hãy mặc những cái outfit đơn giản nè, với những màu sắc trung tính, hơi hướng cổ điển một xíu thì sẽ rất là hợp với những cái view ở đây. Sẽ có lúc đớn đau từ tâm hồn, đêm mơ qua đi bình minh hé sáng sẽ ấm hơn, rồi nắm tay níu vai đùa vui với chút nắng vàng. Hạnh phúc ngày hôm qua anh giấu đi chỉ còn niềm đau. Cất em vào sâu tâm tư anh thở dài, để mỗi ngày bước trên con phố đèn mờ, người đi có thấy đau thương anh nơi này, thấy đôi bờ vai đang cháy hết trong đêm. Biết em giờ đang có ấm áp từng ngày, tâm hồn là giữa mây bay trong chiều vàng. Có đang vì quá yêu chờ mong, vì quá đau gọi tên người thương ơi, anh đang nhớ về em, cho anh lại thấy em. Thương anh như chưa bắt đầu, anh còn thương em sao đành rời xa. Người yêu hỡi, để anh được sống với nơi nhớ, với ký ức, với tất cả những yêu thương. Khi có em, dù đang
cất đêm vào sâu tâm tư anh thở dài, để mỗi ngày bước trên con phố đèn mờ, người đi có thấy đau thương anh nơi này, thấy đôi bờ vai đang cháy hết trong đêm, biết em giờ đang có ấm áp từng ngày, tâm muộn là xưa mây bay trong chiều vàng, có đang vì quá yêu chờ mong, vì quá đau gọi tên người thương ơi, anh đang nhớ đến em, cho anh lại thấy em thương anh như chưa bắt đầu, anh còn thương em sao đành rời xa người yêu hỡi, để anh ở sống với nơi nhớ với ký ức với tất cả những yêu thương, khi có em dù đã quá xa vời trong cuộc đời vẫn còn đây nơi anh. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn đang ở Sài Gòn hoặc là đã từng ghé thăm Sài Gòn thì nhất định phải đến những nơi mà mình đã giới thiệu trong video nha. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thích video này thì mọi người nhớ like và subscribe cho HealthTV nha. Mình sẽ quay trở lại sớm thôi. Bye bye!